Xin chào mọi người, xin giới thiệu mọi người, đây là máy ép chậm Huijin C7000. Thì máy có công suất là 240W, sử dụng tất cả những công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc. Thì máy giúp cho thực phẩm giữ nguyên được hương vị, màu sắc tự nhiên, cũng như là việc nước ép sẽ không bị tách lớp do máy giữ vững được cấu trúc của enzyme. Máy còn có những ưu điểm như siêu tiết kiệm điện năng, cũng như máy chạy vô cùng êm ái và giảm tối đa thiểu độ ồn và độ rung cho máy. Tiếp đến, mình xin giới thiệu về những sản phẩm đi kèm với máy. Đầu tiên, đây là thân máy. Tiếp đến, đây là bình đựng nước ép. Đây là ống tiếp nhiên liệu. Đây là trục ép. Đây là lưới lọc. Và đây là hai bình, một bình dùng để đựng nước ép, một bình dùng để đựng vả. Đây là trục dùng để đẩy nhiên liệu. Đi kèm với máy còn có thêm hai dụng cụ vệ sinh và một dụng cụ dùng để vệ sinh lưới ép. Chúng ta có thể cho lưới ép vào đây và xoay thì các sợi lông này sẽ làm vệ sinh cái lưới ép.